Xin chào các bạn. Thì bữa nay mới đi làm về. Bữa nay giờ hơi trễ các bạn, 8 giờ rưỡi rồi. Thì bữa nay mới dọn dẹp xong. Vợ mình thì đang lau nhà chút xíu. Đó, mình thì đứng quay phim các bạn. Thì bữa nay có rất là đông luôn. Để coi bữa nay mình được bao nhiêu con khách ha. Mình lại khoe anh đây các bạn ơi. Thì bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi. Giờ này thì khách nó đi ăn hết rồi các bạn. Nó không có đi vô nữa. Thì để coi bữa nay mình làm được khoảng ở đây là 9 con 10 con ha. Hồi nãy một cái tờ giấy kia nữa. Cái tờ giấy kia dục rồi, cái tờ giấy kia nó đầy rồi. Thì cái tờ giấy này khách làm mới khách nó mới lật qua các bạn, thì một tờ như là hai mấy con. Hai tờ là khoảng 50 con các bạn ha. Thì bữa nay con hơi bự. Bây giờ mình sẽ đợi vợ mình lau xong rồi mình đi về các bạn ha. Thì đây là những cái phiếu mình đã làm xong các bạn. Thì những cái phiếu này là cái thẻ đó. Mình sẽ gạt thẻ. Gạt thẻ xong nó sẽ chạy ra. Đó, bên đây bây giờ ít ai xài tiền mặt lắm các bạn. Xài thẻ cơ mà. Thì bữa nay cũng hơi bận, nói chung bữa nay rất là xong. Thì tới nay mình sẽ về mình sẽ đi ăn chimichon các bạn, đi ăn bánh mì Mỹ các bạn. Thì hôm gài mình đang làm series đi ăn hamburger hoài, bây giờ mình làm series ăn bánh mì đi. Thì mình sẽ làm bánh mì Subway nè, bánh mì chimichon nè. Đó. Bánh mì ba lẹ nữa. Thì nói chung là bên Mỹ cái gì nó cũng có nhiều cửa hàng các bạn, nó cạnh tranh dữ lắm. Giống như hamburger thì nó có là McDonald's nè, Burger King nè, Arby nè, Steak and Shake nè, nó có rất là nhiều loại hamburger các bạn. Thì pizza cũng vậy, nó có Papa John nè, nó có Domino nè, nó có Pizza Hut nè, nó có Imo Pizza nè, nói chung là pizza cũng có nhiều lắm. Thì cánh gà cũng vậy, nó có là KFC nè, Wingstop nè, nó trước Buffalo Wild Wing nè, thì cái gì nó cũng có nhiều cửa hàng các bạn. Thì mình hổng gà mình làm cánh gà cũng nhiều rồi, nói chung là mình làm nhiều rồi. Bây giờ mình chưa làm Subway các bạn. Subway thì mình bữa nay mình sẽ làm bắt đầu từ chimichon các bạn ha. Chimichon đi. Đó. Thì bữa nay mình sẽ đi ăn chimichon nữa các bạn ha. Bánh mì Mỹ. Ok, thì mình đang đứng ở trước cửa hiệu chimichon các bạn. Đây là bánh mì Mỹ ha. Thì ở bên này nó có tiệm cắt tóc của Mỹ luôn, Spot Clip nè. Rồi ở bên này nó có tiệm bán đồ dụng cụ nè. Rồi có tiệm Fine Guy nữa, F&I nữa. Thì ở đây nó có nhiều cửa hàng lắm các bạn. Trong cái plaza nó rất là đông. Bây giờ mình có thể ngồi ở ngoài đây ăn cũng được nữa các bạn ha. Mùa hè rồi. Mùa hè thì họ đem ghế ra cho mình ngồi. Bây giờ mình vô đây coi. Wow, bước vô cửa này nó thơm bánh mì quá các bạn. Bây giờ mình ăn cái gì đây ta? Thì nó có loại là cái loại bình thường của nó là 8 inch các bạn. Còn không thôi mình ăn loại bự thiệt bự là 16 inch đi. Để coi ăn cái gì đây. Nó có thêm face. Thôi mình anh mua 8 inch beef đi. Beef với ham Bovolin đi. Ok. Còn không thôi em có thể mua cái này nữa. That's it. Ok, giờ mình đã chọn được rồi các bạn ơi. Cái này có 6 đồng, 7 đồng. Ok, để mình order xong. Thì mình giờ mình mua 8, các bạn coi ha. Một cái bánh mì 8 inch với lại một cái bánh mì nó cũng là 8 inch luôn các bạn. Thì cái bánh mì như đó là 16 inch thì nó sẽ cắt làm hai. Họ sẽ bỏ những cái thứ với mình. Thì mình ăn thịt bò nướng với lại cá hồi các bạn ha. Thì lát nữa nó ra thì mình sẽ quay cho các bạn coi. Thì bánh mì thì tới luôn cũng có nhiêu đó thôi. Đúng không? Thì mình ăn như vậy là 12 đô la các bạn. Như vậy một ổ bánh mì có 6 đô la. Rất là ngon. Thì đây là một cái cửa hàng rất là đơn giản các bạn ha. Không có gì gọi là sang trọng hết. Đó, cái nhãn hiệu của nó nè. Bạn có thể đi ăn khắp nơi ở trên nước Mỹ luôn. Khắp nơi ở trên nước Mỹ luôn. Chỗ nào cũng có hết. Tuy chim mì tròn. Thì mình ăn cái loại này các bạn ha. Nó có là beef, ham với provolone là gì ta? Là nó có billy club to chon to chon. Thì mình coi chị đã làm ha. Rồi sẽ đem nướng các bạn. Sẽ đem nướng. Đó, thịt bò của mình đó. Quá đã luôn.
xà lách bỏ vô nữa, nhiều nhiều lên chị ơi, cho thêm miếng ớt đi chị ơi. Thì Ok, mình trước đợi nó xong tiên mình mình về mình sẽ review, thì bây giờ mình có hai khúc các bạn. Mình với vợ mình mỗi người một khúc. Ok. Thì trước tiên mình sẽ review cái khúc này cái ngon các bạn ha. Thì để cho bữa ăn này thêm hấp dẫn, mình sẽ xịt tương ớt của mình vô. Thì người Việt Nam mình ăn ăn cái gì cũng có ớt các bạn. Mình cũng bắt chước theo luôn. Thì nếu mà mình cắn xung quanh đây á thì nó sẽ dính là thịt bò với lại hem với lại cà luôn các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cắn á, cái miệng mình phải bự các bạn. Ngon. Đốt một miếng là nó mắc có một cốc luôn. Cái nước trắng trắng này á nó giống như là cái sốt mayonnaise vậy các bạn. Thêm Em tương ớt đi ra chả. thịt tương ớt tương ngon em, thêm cái cay cay. Nó béo các bạn, cái nước sốt á. Thêm đúng không? Ở nhà mình có lò nướng, bây giờ mình bỏ vô nướng nó bánh mì nó giòn các bạn. Hồi nãy mình mua mà mình không có nướng, tại vì mình chạy về nhà nó mềm rồi. Các bạn thấy không, mình cắn nó là thịt thịt bò với thịt hem nó sắp lớp với nhau, mình cắn một cái là khó hết luôn. Bánh mì nướng giòn lên. Không, thịt bò với lại thịt hem á thì nó lạnh các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn tới lại thu nè cá ngừ các bạn ha. Miếng miếng cá ngừ rất là thơm các bạn, các bạn cắn vô các bạn hơi ngửi được cái mùi thơm của cá ngừ. Cái bánh mì Mỹ á nó ngọt, cái bánh mì Việt Nam các bạn nó mỏng lét à, không mà hơn. Bữa nay mình đi làm thì mình không nấu ăn nữa. Tại bữa nay mình về trễ các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn hai cái một lúc. Nào béo không? Không biết bà bên Việt Nam nó có bánh này chưa ta? Các bạn nó ăn thử đi, ngon. Lâu lâu đi ăn bánh mì Mỹ. Đi đâu không vậy? Giữa cái này với lại chụp quên thức ăn nào hai cái giúp nhau. Cái này với lại Subway các bạn, nó giống như chiên, không gì khác nhau. Anh mắt của bên sao biết gì tập quay được cửa hàng bánh mì khác tên khác thì ở Mỹ á nó có cái này là của Jimmy John các bạn, Jimmy John, rồi nó có của Subway nữa. McAllister nữa, rất là nhiều cửa hàng. Thì mình nói mỗi một ngày mà các bạn ăn một cửa hàng á, trời không biết bao giờ mới ăn hết mấy cái cửa hàng bên Mỹ nữa, tại nó cứ ra cửa hàng mới hoài, ăn ăn hoài không hết luôn á. Mình mới ra mới cái xác xác nữa mà chỉ có ăn sáng như chưa. Ok, như vậy là bữa nay mình chỉ ăn thì thôi các bạn ha, đảm bảo review cho các bạn chơi thôi. Ở bên nào mình đi chơi mình quay các bạn câu tiếp ha. Bye bye các bạn.